thành khi ra ra ba thầu à ra ba giờ cái nhớ của hơi cha à điện phương đó có gì đó của hơi giờ chưa hơi ra ba thầu mà chứ không có gì kể cả ra hội thì à như vậy chành như hội thì tỏ và chỉ là tỳ hoàng còn mấy cùng nhớ tuân gọi không tuân còn mà xảy ra ôi mọi người cho mẹ đem mũ gỗ xảy ra hả là sanh sĩ rồi gọi thì sự thật đấy hả như thế là còn à không tuân là chào xuân nhất mọi người con oh I love that chúng ta ôi ôi tôi là sĩ đâu đến chị ấy truy hạ cổ như vậy à à ôi tuân gì gọi vậy tuân là sĩ à mà à ôi tuân à cái mà tuân phải là người sĩ không có chọn sang rồi hả mà cho nên tôi thì mỗi người là trên này đều được bả sầu, tôi thì là hậu đạt rồi tôi thì là sự thật. Nhưng mà là thành là hòa, tôi thì cái nội sản phẩm là hay ăn rồi tôi thì là hậu thì được trình tôi thì có mâu trận, không phải? Nếu mâu trận, cùng mà mâu trận bị thiên vị gì á, dịch hay do mà bị là hậu rồi mình. Cho tôi cảm giác thành là còn phan cho mẹ, tôi tham khảo rồi. Tôi thành nghĩ tôi nghĩ vậy thì là vậy nè, ý tôi nói vậy thôi. Cũng mấy ông chồng bà hàng có tay mày đấy sáu sinh sai người vậy cùng mà vượt đầu mà do mà sinh cái nào ý xin cứ cùng đây phân thở có cũng có sinh cháu gặp đi sao đường cái sinh nhảy đi sao đường cái ít thầy cái thầy á tập thầy cái con đồ á mặc bèn cùng mà giảm vui cùng mà sinh cô giảm cô một cái mấy sự kiện cũng mấy ông tay mày đấy cũng ông chồng bà à tôi bao nhiêu ít thầy sáu sinh sai rồi mà cũng mấy ông bà đi cũng mấy ông không biết tôi à không biết bên đó có mà ấy cứ mày xảy ra rồi mà chứ mà chỉ là trượng phu mày xảy ra cũng một trăm một triệu trượng phu qua ngoài để ít thầy xảy ra ấy ấy xảy ra đại đa ngoài để ít thầy à sĩ à sáu sinh sang à tính cái phan đó là cứ mày sầm xảy rồi cũng mấy hồi chào bà qua đi dùng đi chụp sầu vậy số tụi mày sầu chữ mà cũng rồi cứ thế à con dùng gì cũng rồi cũng mà là ok cũng mấy hồi vậy cho cản cản thủ cụ thành nhân sĩ rồi chụp sầu vậy số mà cho cứ cản cản cũng mấy thì thế à cứ ta hiện nay dùng có cách cứ đặc biệt đó nghĩa đại sẽ chứ có con người nhất thu vậy có người truyền phúc âm vậy cũng mấy thời hậu á có sinh người hãy được công tác cái thời hậu á có cách có nhận nhé có khẩu miệng đó không đồng cùng mà cái định nhé nhưng mà hay định tôi định đó mà cái sinh cái đó xong như gì xong như hậu gì định tôi định đó mà sau đó có nhận được thành sinh nhận cũng mấy hậu á tôi có cách cứ có nhận được công tác đại sẽ mà không chịu có nhận ra không ô có thể ô chị ấy dù con nhà dù tay nhà nhà chị tay ô nhà nhà tôi chị tôi ô con nhà dù tay nhà 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 nhà我話我係咁講嘢，我先能夠講嘢，已經係神嘅恩典。不過咧，我已經係呢個道理咧，或者唔能夠復發咁啊，所以咧講嘢係咁嘅。咁我同佢講，嚇、啊、真係咁，其實呢個人咧講嘢越講越大聲，就禱告啊各方面喎。你睇到佢個樣咧係變係喜樂，同埋咧嗰個憔悴咧冇咗。我真係好感謝神，好似每一次咧。同人傳福音嘅時候咧，你講神嘅話語，因為神嘅話語，因為耶穌講啊，喺約翰福音書講啊，佢話我嘅話語係靈係生命。當你講神嘅話語嘅時候咧，神嘅靈就進到嗰個人嘅裏面，就叫因為聖靈點樣叫耶穌基督從死裏復活？聖經就講話呢一位聖靈咧，照亮照嗰啲人，照我必死嘅身體。也活在人，呢個係聖經嘅話語。所以咧，當你讀聖經，係要讀出聲啊！啊，希望咧，你哋唔係淨係睇讀出嚟啊，因為聖經嘅話語咧係有力嘅，係靈，係生命。當你進到入你嘅裡面咧，就係將每一個細胞都翻身嘅，呢個好奇妙啦。咁啊，所以咧，同佢講咁啊，咁啊，後屘同佢洗咗底添。咁我話啊，而家咪拎啲水嚟。幫佢即刻洗嘅，咁佢好開心。咁啊，我都感謝神，因為無論邊個環境咧，我哋都要傳福音。好可能佢就知道咧，佢呢個咁嘅情形咧，唔知點啊嚇，咁啊好快即刻話要接受。咁啊，我係感謝佢啊。咁啊，就有一個發出嘅讚美，因為佢已經病到咁樣，佢已經喺呢度咧已經即係好似硬化咗。個醫生話。
我從來未見過呢種咁嘅病硬化咗，咁誒就食嘢食唔到喎，咁啊講嘢都係唔係幾好係咪？咁但係我感謝主，我話你點樣講嘢啊？我話俾你聽，我話你好簡單講，我話 Hallelujah 讚美耶穌，多謝耶穌，係幾差唔多。因為你叫教佢講好多長篇大理大論嘅禱告咧冇用噶，所以我就話你只有講呢幾句話。咁咧，我而家教你講乜嘢，咁就去 repeat。一個人咧係當你常常讚美神嘅時候咧，啊，因為天君天使都聽住你嘅，係嘛？咁所以咧，亦係啊，因為聖經講啊，耶和華神咧係以讚美為佢嘅寶座。咁咧，所以咧，當我讚美神嘅時候咧，我哋就將神嘅名高舉。我哋咧就知道，當你讚美神嘅時候，魔鬼撒旦都要離開，都要離開，因為佢即係好似 can't stand 你喺度讚美神。因為我記得咧有個人講喎，佢話咧啊，咁啊啲魔鬼咧就大家討論話，即係我咧要點樣咧嚟到將啲疾病啊、將啲痛苦啊、將啲災難啊嚟到加俾呢個基督徒喎。點知啊，呢個基督徒咧個反應係咩？讚美主，有咩事禍患嘅時候咧，就讚美主，感謝神。真係啊，每一樣嘢嚟到嘅神咧，喺我哋嘅生命當中咧，假若唔係神嘅佢，唔係神準許咧，都唔會臨到我身上。正如約伯咁樣，魔鬼撒旦喺呢個眾天使同埋眾咩，佢喺度咩控告同埋喺度嘅講約伯，你睇下佢啦，點解咁？咁愛你啊，就係因為你祝福佢啊！你試下你親手攻擊佢啊，佢就會救咗你。但係神話好，你去，但係你唔好掂佢嘅生命。所以呢個魔鬼撒旦咧，好似係人哋話一個狗咁樣嚇，有個 leash 咁啊，有個狗帶綁住佢，佢行得邊度就係行到呢一度，唔能夠越過。所以我哋咧信耶穌啊，我哋有個乜嘢咁嘅態度咧？就係知道啊，神啊，常常保護我哋，魔鬼撒旦唔能夠侵吞我哋，因為神已經有一個限制俾佢，唔能夠超越神嘅旨意。OK， 所以咧，你就放膽，無論乜嘢遇到咩環境咧，在你身上，在你家庭當中，在你工作當中，或者在你兒女嘅身上，當神話唔許可嘅時候就唔許可。但係咧，當神許可，當神穩準啦，我知道啊，好似呢個咁樣。當佢哋嚟到埋怨嘅時候咧，佢又話啊，我會死喺度，又冇糧又冇水。我記得啊，我哋嗰日咧所有十字教大家點樣祈禱啊？求天父上帝賜福我哋所飲嘅水，係咪啊？所食嘅糧食，係咪啊？假如你能夠識得聖經嘅話語，求天父上帝賜福你所飲嘅水所食嘅糧食咧，你心唔會喺度埋怨，唔會話覺得呢啲係淡薄嘅食物。所以佢話：哎呀，你睇下呢度咧又沒有水，又沒有糧，我哋嘅心煩嘅嘅淡薄嘅食物。呢有一食佢都話係淡薄，唔識得感恩，唔識得感恩，因為既然又有水又有糧食。嚟到俾佢反轉咧，唔曉得咁啫。我哋記得以色列人一出埃及嘅時候咧，有水冇水飲啊，係咪喺個瑪拿嗰度嗰個苦嘅。初十幾又講喎，當佢哋話：哎呀，冇水飲點啊？三日冇水飲。後來神咧就指示佢話：你拎一條木頭掉落啲水嗰度，呢、這個苦水咧就變咗甜水。呢個咩意思啊？神係。當佢話你咁樣醫咁樣嘅時候咧，咁嘅時候咧，佢話咧，當你咁樣做係有個咩意思啊？就係話到咧，神係嚟到醫治我哋嘅水，就係喺呢個聖經嗰度咧，我哋就睇到咧，神真係醫治呢個水啊！咁咧，佢又話呢個木咧係咩啊？預表耶穌基督嘅十字架。耶穌基督咧係藉著十字架敗壞掌死權嘅魔鬼，藉著十字架帶嚟我哋一切嘅苦咧離開，就使到咧嗰個水咧就變甜。假如我哋人生裏面咧有什麼嘅苦毒，有什麼嘅苦咧，你只有接受耶穌
rồi để xem mình coi vô.